Cô xin chào các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Trái đất luôn vận động không ngừng. Sự vận động của trái đất đã sinh ra nhiều hiện tượng địa lý có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người. Sự luân phiên ngày đêm, giờ trên trái đất, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là những hiện tượng sinh ra từ chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Vậy, trái đất chuyển động tự quay quanh trục sẽ như thế nào và sẽ sinh ra những hệ quả gì? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong 2 tiết với các mục tiêu sau. Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Các em sẽ trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau, nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên trái đất, mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến. Nội dung bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả gồm hai nội dung chính. Phần 1 La Mã là chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. 2 La Mã, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Và trong phần hệ quả sẽ có 3 ý nhỏ. 1. Sự luân phiên ngày đêm. 2. Giờ trên trái đất. 3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, và phần 2 La Mã, hệ quả 1, sự luân phiên ngày đêm. 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Dựa vào hình 6.1, hướng tự quay của trái đất và thông tin trong bài, em hãy xác định cực Bắc, cực Nam và trục của trái đất. Em xác định hướng tự quay quanh trục của trái đất và cho biết thời gian trái đất quay một vòng quanh trục là bao lâu. Đầu tiên, cô và các em cùng xác định điểm cực Bắc, cực Nam và trục của trái đất. Quan sát trên hình, các em dễ dàng xác định được điểm cực Bắc của trái đất. Cô đã khoanh tròn lại và có chấm đỏ. Điểm cực Bắc nằm ở phía trên của trái đất và điểm cực Nam nằm ở phía dưới của trái đất. Còn trục của trái đất chính là một trục tưởng tượng nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam lại với nhau. Trục của trái đất luôn luôn nằm nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo, một góc 66 độ 33 phút. Và tiếp theo, để các em dễ dàng hiểu hơn về sự tự quay quanh trục của trái đất, thì các em hãy cùng quan sát cái ảnh động bên tay phải màn hình. Quan sát trên hình, các em sẽ thấy được cực Bắc, cực Nam và trục của trái đất. Chúng ta thấy trái đất luôn chuyển động quay quanh trục tưởng tượng của nó. Và theo như hướng chuyển động của các mũi tên màu đỏ, thì trái đất chuyển động quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian để trái đất chuyển động một vòng quanh trục là 24 giờ, hay còn gọi là một ngày đêm. Như vậy, với phần 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, các em cần nắm cho cô các ý chính sau. Đầu tiên, chúng ta phải nhớ trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng của nó. Và trục này nối liền hai cực của trái đất và nghiêng một góc 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ một ngày đêm. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu phần 1, sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Vậy thì khi trái đất chuyển động tự quay quanh trục sẽ sinh ra những hệ quả gì và các hệ quả này diễn ra như thế nào? Cô và các em tiếp tục tìm hiểu phần 2, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Và trong phần 2 này, thì khi trái đất chuyển động tự quay quanh trục sẽ sinh ra 3 hệ quả. Hệ quả thứ nhất là sự luân phiên ngày đêm. Hệ quả thứ hai, giờ trên trái đất. Và hệ quả thứ ba, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất.
Và trong tiết học này, cô và các em sẽ tìm hiểu hệ quả đầu tiên, đó là sự luân phiên ngày đêm. Trước tiên, cô và các em cùng đi vào tìm hiểu phần 1 nhỏ, sự luân phiên ngày và đêm. Thì để hiểu rõ hơn về sự luân phiên ngày và đêm diễn ra trên trái đất, thì các em cần phải hiểu thế nào là ngày và đêm. Ngày là khoảng thời gian mà phần bề mặt trái đất được mặt trời chiếu sáng, hay chúng ta còn gọi đó là ban ngày. Đêm là khoảng thời gian mà phần bề mặt trái đất không được mặt trời chiếu sáng, chúng ta thường gọi đó chính là ban đêm. Tiếp theo, các em cùng quan sát hình 6.2, hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau. Hình 6.3, ngày đêm trên bề mặt trái đất. Quan sát hai hình 6.2 và hình 6.3 và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết vị trí điểm A có luôn là ban ngày, còn vị trí điểm B có luôn là ban đêm hay không, tại sao? Bạn nào mà đã đọc bài trước rồi thì các em sẽ dễ dàng trả lời được câu hỏi này. Thì trước hết, các em cần phải xác định được vị trí của điểm A và điểm B trên hình. Chúng ta xác định được điểm A nằm trong khu vực là ngày, điểm B nằm trong khu vực là đêm, và hai địa điểm A không thể luôn luôn là ban ngày, còn vị trí điểm B không thể mãi là ban đêm được. Nguyên nhân là do trái đất của chúng ta luôn tự quay quanh trục của nó. Chính vì vậy, mọi nơi trên bề mặt trái đất đều được mặt trời chiếu sáng, nên hiện tượng ngày đêm diễn ra luân phiên nhau trên trái đất. Chính vì vậy, không bao giờ có hiện tượng một nơi mãi mãi là ngày, một nơi mãi mãi là đêm trên trái đất của chúng ta được. Các em tiếp tục dựa vào hình 6.2, hình 6.3 và thông tin trong bài, em hãy trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên trái đất. Hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên trái đất diễn ra liên tục. Các em có thể quan sát trên hình. Chúng ta thấy một nửa trái đất được chiếu sáng sẽ là ban ngày và một nửa còn lại sẽ là ban đêm. Và sau đó, một nửa là ban đêm sẽ chuyển động ra phía những ánh sáng mặt trời, sẽ tiếp tục là ban ngày. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng và ngày đêm trên trái đất diễn ra luân phiên nhau? Cô và các em cùng tìm hiểu. Là do trái đất của chúng ta có dạng hình cầu, nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng sẽ là ngày, và nửa không được chiếu sáng là đêm. Và do trái đất chuyển động tự quay quanh trục từ Tây sang Đông, nên khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Và hiện tượng này ta gọi đó là hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau. Vậy tóm lại, trong phần hệ quả 1 là sự luân phiên ngày đêm, các em cần lưu ý cho cô những ý chính sau đây. Do trái đất có dạng hình cầu, nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm. Và do trái đất của chúng ta chuyển động tự quay quanh trục từ Tây sang Đông, nên khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Vậy, để hiện tượng ngày và đêm diễn ra luân phiên nhau, cần phải có hai nguyên nhân, đó là do trái đất hình cầu kết hợp với sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất theo hướng từ Tây sang Đông. Cô và các em vừa tìm hiểu xong phần hệ quả 1, sự luân phiên ngày đêm, và sau đây sẽ là phần luyện tập. Em hãy sử dụng quả địa cầu để mô tả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Các em cùng quan sát hình quả địa cầu trên màn hình của cô. Và sau đây, cô và các em cùng mô tả về sự tự quay quanh trục của trái đất. Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng của nó, và trục này nối liền hai cực của trái đất. Và ngoài ra, trục này bao giờ cũng nghiêng một góc 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Và trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian để trái đất quay một vòng quanh trục là 24 giờ, hay còn gọi là một ngày đêm. Và chính vì trái đất của chúng ta có dạng hình cầu và tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông, nên trên trái đất sẽ có hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau.
Tiếp theo, các em hãy cùng xem một đoạn clip ngắn để hiểu rõ hơn về hiện tượng ngày và đêm diễn ra trên trái đất của chúng ta như thế nào. Tại sao lại có ngày và đêm? Nhìn bằng mắt thường thì ta thấy rằng mặt trời mọc lên ở bên này trái đất và lặn xuống ở bên kia đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng, sự thật là mặt trời thì đứng yên, còn trái đất lại xoay quanh mặt trời. Ví dụ nhé, hãy tưởng tượng đến con quay mà bạn thường chơi. Nó luôn luôn tự xoay quanh trục chính nó. Trái đất cũng tương tự như vậy. Ta thử hình dung thế này. Bắc cực tới Nam cực được nối bởi một cái trục xuyên qua tâm trái đất. Trái đất tự quay quanh trục ấy hết vừa tròn một ngày. Vì thế, khối cầu trái đất luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa, tạo thành ngày và đêm. Do trái đất tự quay quanh trục, nên mỗi ngày, mọi nơi trên trái đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng. Mặt trời xuất hiện vào buổi sáng, chiếu rọi qua trưa đến chiều. Khi nơi ta hoàn toàn chìm vào bóng tối và không còn chút ánh sáng nào, thì là đến buổi tối. Chuyện này nghe hơi khó tin nhỉ? Nhưng thuở xa xưa, người ta đã từng nghĩ rằng chính mặt trời mới quay quanh trái đất. Phải đến lúc các nhà khoa học Galileo Galilei dày công nghiên cứu rồi chứng minh được rằng trái đất quay quanh mặt trời thì nhân loại mới bắt đầu thay đổi nhận thức về vũ trụ. Và sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em nhớ ghi bài vào tập đầy đủ. Ở phần hướng dẫn về nhà, các em ghi bài vào tập, học bài, xem bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả phần 2. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.